nó đơn giản thôi. Thì phụ nữ thường thường là mang giày cao gót, mang giày cao gót, mình chỉ cần dậm vào chân đó, ngoài chân đó. Rồi khi mà đối phương thả ra thì mình có thể mình móc cái chân lên một lần đầu ấy, một lần đầu ấy. Rồi sao nữa? Dạ rồi xong rồi anh. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ. Nói chung là những nói chung là gì hả? Xin chào anh Trường Linh, chào chị Ngọc Lan cũng như tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Nhật Khanh, em sinh năm 1987, sinh sống ở Dĩ An và làm việc ở Thuận An, Bình Dương. Em ở với ai Khanh? Dạ, hiện nay em ở với thêm hai đứa em nữa. Hai đứa em nữa? Dạ. Là quê Khanh ở đâu? Dạ, em thì sinh ra ở Thừa Thiên Huế, bố mẹ em và có một chị ở ngoài Huế. Ở ngoài Huế luôn? Dạ, đúng rồi. Em vào Bình Dương bao lâu rồi? Dạ, em vào Bình Dương cũng 5-6 năm rồi. Công việc cụ thể của Khanh là làm gì? Công việc cụ thể của em á là làm cơ khí. Trước kia thì em học sư phạm, rồi sau một thời gian là chuyển qua cơ khí tự động hóa. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai. Mời dạ. Nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, chào chị MC Ngọc Lan, chào anh MC Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Xin phép được giới thiệu ngắn về em, thì mình tên là Giang Trần Khánh Vy. Mình sinh năm 1988, hiện đang sinh sống tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quê của mình là ở Bạc Liêu. Thì nếu mà nói về nghề nghiệp thì đây là câu chuyện của nghề chọn người. Trước đây thì mình có ước mơ trở thành bác sĩ. Trên thành tích học tập của mình thì giáo viên khuyến khích mình nên trở thành bác sĩ. Tuy nhiên là cơ duyên không đến thì mình trở thành một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Rồi sau đó thì mình gặp được một giáo viên Anh ngữ truyền cảm hứng cho mình. Mình muốn mong muốn là tạo nên chất lượng trong việc giảng dạy Anh ngữ thì mình có về làm ở một trung tâm tiếng Anh. Thì lúc đó là mình làm giáo viên, sau đó mình làm quản lý nhân sự nước ngoài. Rồi cuối cùng thì mình về hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của gia đình. Thì mình là chị gái trong gia đình. Đúng là nghề chọn người thật. Đọc cái profile của Khánh Vy là thấy về khủng rồi đó. Cảm ơn anh Quyền Linh. Bây giờ thì mình nói một chút về ưu điểm khuyết điểm đi Khanh. Ưu điểm của em thì làm cái việc gì á, làm tới nơi tới chỗ. Và sống tình cảm với gia đình và bạn bè. Rồi. Điểm yếu là gì? Điểm yếu thì hơi cứng đầu một xíu. Đôi khi có những cái công việc mình đã muốn làm rồi á, là cứ đi một đường thẳng để làm nó, để cứ làm, ai nói gì nói, làm cho nó xong rồi tính. Dạ đúng rồi. Rồi. Mời nhà gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì nào? Ưu điểm của mình đó là bạn bè và mọi người hay nói mình là tiếp người truyền thống. Cho nên mình tôn trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nhất là vấn đề trinh tiết trước hôn nhân. Nhất là vấn đề trinh tiết. Wow. Cũng như là việc trở thành một người vợ thủy chung sau hôn nhân. Tiếp đến làm trong công việc thì mình có tính cầu toàn. Tức là mình muốn mọi việc phải chỉnh chu, làm đạt kết quả tốt nhất thì mình mới dừng lại. Đồng thời là mình cũng luôn mong muốn phát triển bản thân. Cho nên luôn tìm tòi học hỏi đa lĩnh vực. Để mình có thể có nhiều kiến thức để thứ nhất là trang bị cho cuộc sống của mình tốt hơn. Tiếp đến là mình nghĩ nếu mình là một người mẹ mà có nền tảng kiến thức tốt thì sau này mình sẽ là bể bóng cho con của mình. Cho nên mình luôn tìm tòi học hỏi. Đến thời điểm này mình vẫn đang học online một lĩnh vực hoàn toàn khác, không phải sinh cũng không phải kinh doanh. Là cái gì? Về liên quan tới AI, xu hướng mới nhất về IT. Tốt quá. Rồi tuy nhiên là ưu điểm cũng là nhược điểm của mình do tính cầu toàn đó. Cho nên là đôi khi mình ham công tiếc việc một tí. Thì lúc mình đang làm một dự án, một công việc hoặc là một công việc gì đó mình đang tâm huyết á, thì mình sẽ hơi vô tâm với những người xung quanh mình. Tuy nhiên là mình chỉ cần người thân thông cảm với mình, cho mình một ít thời gian để mình làm tốt nhất trong giai đoạn đó. Rồi mình sẽ trở về, mình bù đắp lại những gì mình đã thiếu sót. Rất là rõ ràng ha. Nói chung là hai bên đều có một cái quan điểm cá nhân á, là làm tới nơi tới chốn. Đúng rồi. Hay là cứng đầu trong công việc á. Hai người này có một cái cá tính cũng rất là mạnh nha. Nếu mà gặp nhau á, nếu mà có công việc gì mà người này quyết là người kia cũng phải quyết luôn á, là nó hơi mâu thuẫn trong chuyện đó. Nếu người này muốn làm người kia không muốn làm là cũng mệt lắm á. Thôi một chút xíu mình gặp nhau mà nói về quan điểm đó ha. Bây giờ Khanh, đường tình duyên em sao? Đường tình duyên thì em có một cái mối tình kéo dài tầm khoảng một năm á. Một năm. Bạn gái đó thì muốn lập sự nghiệp trước. À, lập sự nghiệp. Rồi mới kết hôn sau thì cái cách sống nó không được hợp nhau nên tụi em quyết định chia tay. Là có một mối rồi hả? Dạ, thì thời cấp 3 có một cái mối tình đơn phương nữa thôi. Thôi đó hả? Cũng đơn giản quá ha. Em sự nghiệp em thấy ổn định chưa? Thì hiện tại cũng đang ổn định, nhưng mà em có thể là mình vừa kết hôn xong là mình vừa cùng xây dựng gia đình, vừa xây dựng sự nghiệp. À, tức là song song đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ lấy vợ về, có nhà ở chưa? Dạ, hiện tại thì em đang ở nhà trọ. Nhà trọ. Rồi khoảng bao lâu mình mới có thể hướng tới có một cái nhà riêng?
Dạ, tầm khoảng 5 năm. Khoảng 5 năm. Còn nhà gái? Nhà gái thì sao? Với một cô gái tôn trọng cái truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thì đường tình duyên của em nó như thế nào nè? Có thể là do mình quá truyền thống cho nên có sự rụt rè khép tính, khép kín của người phụ nữ ngày xưa mà cho đến thời điểm hiện tại thì em thực sự chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào. Tuy nhiên là cảm nắng thì phải có. Tới một giai đoạn tâm sinh lý nào đó mình phải có cảm nắng thì em có đơn phương 2 lần. Đơn phương 2 lần. Một lần là âm thầm trong 3 năm đối với một người bạn cùng phòng nghiên cứu. Sau đó là mình cũng đơn phương gần đây nhất, người lớn tuổi hơn mình. Tuy nhiên là 2 mối tình đơn phương đó thì chỉ giữ cho riêng mình thôi. Trời ơi, tụi em phụ nữ xinh xắn thế này. Chị đang thắc mắc là mình gìn giữ cái giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nó là một chuyện, nhưng cái chuyện mà mình dám bày tỏ cái tình cảm của mình nó lại là cái chuyện khác chứ. Tại sao em lại không dám bày tỏ tình cảm của mình? Có thể là cũng do là một phần lý do là ham công tiếc việc. Như lúc nãy chia sẻ, học thì muốn học giỏi, làm việc thì muốn làm việc tốt. Cho nên mình có cảm xúc đó, nhưng mà mình cũng muốn cân bằng với công việc nữa, có lẽ vậy. Bây giờ em là tốt quá rồi. Cái gì cũng tốt, công việc cũng tốt, mà bằng chị có cấp chưa cũng tốt, profile cũng tốt, chỉ có tình yêu là chưa tốt thôi. Bây giờ tình yêu tốt là nó hoàn thiện luôn. Rồi chứ cô gái này rất là xinh nha. Đúng rồi. Một trong những cái đích đến của nhiều chàng trai đó, vừa có profile tốt mà vừa xinh đẹp. Không. Bây giờ sao nè, mình sẵn sàng chưa? Mình sẵn sàng để mà mình có một người đồng hành với mình chưa? Dạ, khi tham dự chương trình tức là sẵn sàng. Đã sẵn sàng rồi ha. Vậy thì bây giờ em chia sẻ cho Mai và Mối biết luôn là cái mong muốn để mà em có một người bạn trai như thế nào. Tiêu chí á. Một người đàn ông thực sự cuốn hút với em là một người có tấm lòng nhân hậu, trọng chữ tín, nhất quán trong lời nói hành động. Thì tức là trọng chữ tín đó thì cũng đồng nghĩa với chung thủy đó chị Ngọc Lan. Vậy là hoàn mỹ lắm rồi đấy em. Dạ. Người đàn ông mà đầy đủ tiêu chí đó là cũng dữ lắm rồi đó. Được. Anh trai, nghe chưa? Tình hình mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của nhà gái? Để qua thăm nhà trai cái nè. Chào nhà trai. Tiêu chí của bạn gái đưa ra thì em nghĩ em đáp ứng cũng trên 70%. Wow. Trên 70%. Good job. Trên 70%. Thế còn em thì sao? Em mong muốn có bạn gái như thế nào? Em chỉ thích một cái bạn gái cao 1m50 trở lên, tóc dài. Tóc ngắn cũng được vậy? Không, đó là mình chỉ mong muốn tóc ngắn để mấy hồi nó dài, tôi để còn dài thì nó chuyên gái. Đi nhẹ, nói khẽ, cười điên. Đi nhẹ, nói khẽ, cười điên. Đi nhẹ. Trời ơi, trời bên kia là khỏi chê rồi, người phụ nữ truyền thống. Gọi gì nữa Khanh? Mình biết quan tâm đến mọi người, đến quan tâm đến gia đình, cũng đơn giản là như vậy thôi. Thôi được rồi đó, tôi thấy là hai người bày tỏ quan điểm rõ ràng rồi ha. Bây giờ em gái em đi với ai? Dạ đi với ba. À có ba hả? Dạ. Rồi. Dạ con chào chú ạ. À. Mình là Giang Hải, là ba của Khánh Vy. Trong hôn nhân đó là phải có 2 tâm hồn hòa hợp, thì mong con gái và cậu hẹn hò này thì có thời gian tìm hiểu nhau rồi quyết định cho tương lai của mình. Đó, với mình chỉ cần 2 chữ hạnh phúc là mình không có đòi hỏi gì hết. Hay chỉ cần quá thôi. Dạ cảm ơn chú. Nhà Trang này đi với ai? Dạ em đi với bạn. Đi với bạn. Em là Du, là bạn cũng như là đệ tử của anh Khanh, thì em có một vài nhận xét về đấy. Em thấy là những cái sự chia sẻ giữa anh và chị em thấy là hợp đến 90% rồi đó. Mong anh chị hãy bấm chuông. Rồi, xin chúc anh chị đến được bến bờ cuối cùng cùng nhau. Cảm ơn nhà trai. Thôi, chúng ta đã bày tỏ quan điểm của mình. Bây giờ mình mở rào để hai bên cùng nói chuyện nha. Mở rào. Khánh Vy, Nhật Khanh. Bắt đầu đi Khanh. Anh có món quà tặng em. Đây là những cái bức hình mà anh đi du lịch ở các nơi á. Yeah. Ví dụ đây là ở núi Chưa Gia Lào, ở nước núi Chưa Giang đó. Yeah. Hoặc đây là ở Hồ Đá Bà. Yeah. Anh giới thiệu một chỗ. Anh cũng có khiếu nghệ thuật nhiếp ảnh đó chứ. Không biết là em có thích đi du lịch không? Dạ thì thỉnh thoảng thôi. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Đó là quan điểm của em. Anh thì những bức ảnh này nó đẹp, nhưng mà nếu như mà nó được cùng em chụp và đứng trong khung hình này thì anh nghĩ là nó sẽ đẹp hơn. Dạ, cảm ơn anh Khanh. Dạ, em cũng có mang đến chương trình một phần quà gửi tặng cho anh. Thì đây là một chiếc đồng hồ cát. Thì em nghĩ là chiếc đồng hồ cát này mình xoay thì cát luôn rơi, tức là dòng chảy thời gian là bất tận. Cũng giống như tình yêu là vĩnh cửu vậy đó. Thì
thỉnh thoảng nó sẽ có những cái nút thắt buộc mình phải vượt qua để trưởng thành hơn, nhưng mà sau mỗi lần đó thì mình sẽ càng yêu nhau hơn. Hy vọng là anh với em hoặc anh với một chị mà là người bạn đời của anh á, thì mình sẽ có thể vượt qua bằng sự hy sinh, sống vì nhau để hạnh phúc thì lúc nào cũng nguyên vẹn như lúc đầu. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, về kể đi nào. Bây giờ mình đối diện với nhau, trò chuyện đi Khanh với lại Khánh Vy. À, trước tiên á, thì anh xin phép là anh chia sẻ về bản thân anh một tí. Là anh cũng có tập karate từ năm 17 tuổi. Yeah. Bây giờ anh giới thiệu một cái số từ về chiến đấu dành cho nữ. Những cái lúc nguy hiểm, những lúc nguy cấp mình có thể dùng. Yeah. Đó, thì mời, không biết mời anh Cường lên cho em thì vào một tí. Làm đi em. Và sau đây là một màn trình diễn karate hả? Dạ. Em mời anh làm mẫu hả? Dạ. Để em quýnh hả? Để em quýnh hả? Đúng rồi trời. Em học karate hả? Dạ em học karate cũng vậy là cũng gần hơn 20 năm rồi. 20 năm. Wow. Ủa vậy em lấy anh ra em cái gì vậy? Dạ anh cứ yên tâm ạ, không sao. Bằng mình chuyến này. Dạ không có sao đâu. Trời trời. Vì con ông anh tôi làm thử nha. Có gì không ông là chịu trách nhiệm đi nha. Thì giờ sao? Dạ mời mời anh đứng đây. Đứng đây hả? Dạ. Anh xoay vào em. Khi mình tự vệ á thì mình chỉ có thường thường chỉ có hai hướng thôi. Hướng phía trước mặt và hướng phía sau lưng. Thì làm hướng sau lưng đi. Không thấy thì tim sẽ không mình, đau. Mình hướng phía trước mặt trước đi, nó không sao đâu. Giờ nó bị gian lắm hết trơn. Em có gì em cẩn thận giùm anh nha. Dạ. Anh còn làm ăn nữa em. Dạ, nó rất là đơn giản anh. Đơn giản không? Dạ. Cái trước mặt á thì thường thường phụ nữ là hay bị đàn ông người có sức mạnh hơn người ta áp bức cưỡng chế, thì đơn giản thôi. À, anh chuẩn lên một là nắm vào cổ, rất là đơn giản thôi. Đó thì mình rất là đơn giản. Làm gì tao? Tay mình dùng tay này, tay không thôi. Đó, karate có nghĩa là tay không thôi. Đó, hai ngón tay này. Bây giờ sao? Vậy thôi. Đó. Cần mẹ thôi. Ủa vậy thôi đó hả? Rồi tự nhiên anh để cho em làm vậy đó hả? Dạ. Vô. Giờ nếu mà anh thọt tay vô anh để vậy. Rồi. Thôi được hả? Dạ không, đổi tay lại cho mọi người cũng thấy. Đó. Hoặc là bây giờ mình dùng hai ngón tay thôi, nó rất là đơn giản. Đó. Vì cái tay thì rất là yếu, nhưng mà con mắt là cũng cái điểm yếu của mình. Đó thì rất là đau. Hoặc thứ hai á, là mình thẳng vào cái hầu. Không cần phải làm gì cả, mình thẳng luôn. Thẳng luôn, là cái phần là cũng là một cái vị trí rất là đau. Đó là cái vị trí phía trước, là cái vị trí mình bị tấn công từ phía sau. Đó thì anh Cường lên ôm em lại đi. Đó, ôm. Đó đơn giản thôi. Thì phụ nữ thường thường là mang giày cao gót. Mang giày cao gót, mình chỉ cần dầm vào cái chân. Đó. Ngoài chân. Đó. Rồi khi mà đối phương thả ra thì mình có thể mình móc cái chân lên. Móc lên đầu đi. Một lần đầu ơi. Rồi sao nữa? Dạ rồi xong rồi anh. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ. Nói chung là những tưởng đâu. Nói chung là những cái thế nó luôn. Đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên á. Đương nhiên á là mình phải làm nhanh, quyết đoán và mình chạy, chứ còn mình nếu như mình đứng đó thì mình rất là nguy hiểm. Vậy thích xong tao quýnh nó ngã rồi đó. Hiền quá, học nhỏ mà hiền khô à. Thôi ok, bây giờ mình vô câu chuyện của mình đi nào. Cho em xin hỏi anh Khanh là trong kế hoạch của anh Khanh đó, với một đối tượng lý tưởng của anh á, thì hẹn hò bao lâu là đủ để mình đi đến quyết định hôn nhân mà mình sẽ không hối tiếc? Theo anh á thì tầm từ 3 đến 6 tháng, vì khi đó mình tình yêu mình phát triển dần lên đấy. Rồi từ đó mình cưới về xong mình vừa tìm hiểu vừa chăm sóc gia đình. Nếu như sau khi cưới về xong mình mới nhận ra là ở đối phương có một điểm thuộc về điều tối kỵ đối với mình á, thì cách anh giải quyết vấn đề sao? Thật ra thì mình quen lâu hay quen mau thì sẽ có những cái điều mà tối kỵ mà của đối phương. Thì đương nhiên khi mình cưới về rồi thì mình phải biết dung hòa, chịu đựng lẫn nhau. Thì mình phải biết nhu, có những lúc nhu rồi khuyên bảo lẫn nhau để chấp nhận những cái tính xấu của nhau để mà cùng đi những con đường về phía sau nữa. Rồi bây giờ mình nói chuyện về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Nếu chúng ta lấy nhau á thì về nhà mình sẽ như thế nào? Hai bạn đứng nhìn thẳng nào nào. Đó, rồi. Bây giờ tiến xa hơn. Là người chồng mình sẽ làm gì trong gia đình? Vợ làm gì? Quan niệm của anh á thì việc nhà là anh không phân chia người này làm cái này, người này làm cái kia, mà làm cùng nhau.
Còn về tiền bạc trong gia đình, quản lý chi tiêu thì đương nhiên là người đó là em. Thật sự thì em cũng cảm ơn anh, tức là việc quản lý chi tiêu thì thật sự không cần phải em nắm bắt hết. Tại vì em cũng tự lực được, cho nên là nếu như anh cần, nói chung là mình giữ thôi chứ không quản lý anh. Tại vì nếu như anh biết nghĩ cho gia đình, nghĩ cho con đó, thì tự anh sẽ biết tự tiết kiệm vun vén, nên em sẽ không quản lý điều đó. Cảm nhận của em nãy giờ nói chuyện với bạn gái như thế nào? Em cảm nhận là có một cái nơi để về nó rất là ấm cúng. Có một nơi để về ấm cúng. Còn em? Dạ. Bờ vai vững chãi. Được rồi, như thế là đủ. Chúng ta về ghế ngồi và đưa ra quyết định. Các bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chúc mừng. Chính thức mình hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi nào. Chúc mừng hai bạn. Đó. Thật ra cặp này xứng đôi đấy. Không thể thiếu một nụ hôn đầu tiên nào. Miễn có hôn lên. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Đây là những phần quà của chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn là nước mắm Phú Quốc Hàng Cơm, nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, Hương. Bây giờ mình giới thiệu về mình đó bạn trai. Xin giới thiệu, em là Ngũ Văn Quyền, năm nay 32 tuổi, quê quán gốc Thanh Chương, Nghệ An. Và đã vào miền Nam lập nghiệp và sinh sống ổn định tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện nay thì đang làm nhân viên tư vấn và bán hàng bên bất động sản của Hưng Phát. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chương trình, chào toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Huy. Em sinh năm 1990, em cao 1m57, em nặng 51kg. Em đang công tác cho đoàn thanh niên thị trấn Gia Rai của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Em có xin đoàn thanh niên lên đây để tiếp tục cái công việc học của mình, kết hợp luôn cái việc là em là một cái giáo viên dạy kèm. Những cái ưu điểm, những khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì em là một người rất là mộc mạc, em sống rất là chân chất, thành thật, khá tình cảm. Mà em thì sinh ra ở một cái gia đình em hơi bị thiếu tình cảm của một người ba. Vì ba mẹ em chia tay nhau từ lúc em mới có 1 tuổi. Bây giờ mình rất là cần một người tình cảm của một người đàn ông để bù đắp lại, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Em cũng thích tự lập, mạnh mẽ, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhà có tinh thần cầu tiến cao. Khuyết điểm của em không hát được. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, em có thể đọc được một đoạn thơ. Đâu đọc thử xem nào. Phụ tử tinh thấm công thầy nghề mẹ, nọ tiếng tắm chi nặng lời. Xin mẹ rầy bỏ quá khi đồng qua, chữ bánh khi bún sốt lòng tươi. Nên nâng giấc lấy người một khi đang còn ở trên trần dưỡng thế. Vâng, xin hết. Em nói thì chị, em không thích thơ bạn ấy lấy từ một tác giả nào đó bạn ấy đọc, em muốn bạn ấy tự làm thơ cơ. Bên đây người ta yêu cầu khó lắm nha, mày muốn tự làm thơ đọc cho bạn gái nghe nha. Người ta không làm thơ được, người ta mượn một bài thơ tôi đọc, xem như đó là tinh thần của mình. Mượn thơ của người khác em có thể đọc rất là nhiều, Chinh Phụ Ngâm em đọc được, Truyền Kiều Nguyễn Du em đọc được, thơ của Xuân Diệu em đọc được. Em muốn cái gì đó nó là một cái đặc trưng khác biệt, như vậy là bình thường lắm rồi. Bình thường lắm rồi, bình thường. Mình thì cũng chưa sáng tác được thơ đâu. Bố mình cũng có làm một vài bài, nhưng mà mình nhớ được câu nào thì mình xin phép mình đọc một đọc vài câu em, thôi. Cho bên kia biết em, đọc đi. Rồi là cũng thơ của bố nữa, đâu phải thơ của mình. Bản lĩnh của một người đàn ông không phải mà đọc được thơ đâu em à. Đúng rồi, đúng. Vậy hả? Anh có gì hơn hẳn đọc thơ không? Anh thấy em cũng là một con người cứng rắn đấy. Và có cái tính lập trường cao đấy. Nhưng em ơi, từ miền Trung anh mang một cái ba lô vào đây để anh lập nghiệp, anh có một cái cơ ngơi, một cái cuộc sống tương đối ổn định như ngày hôm nay là anh phải tự lập hết đấy. Về bản lĩnh, về kinh tế và chính trị em cứ yên tâm. Trời, đúng rồi, chính trị ở đây nữa hả? Cứ tin tưởng vào anh. Đâu phải là đọc thơ mới là bản lĩnh đâu, đúng không? Vâng, em vào miền Nam 10 năm. Em vào được 3 năm là em làm được nhà ở Biên Hòa. Và hiện tại thì em mới mua thêm một lô đất nữa rồi. Tốt. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện. Xin giới thiệu về tình trường. Mối tình mới nhất đây thì quen biết rồi tìm hiểu thì chỉ được 1 tháng. Cũng có đăng ký kết hôn. Gia đình đôi bên cũng tổ chức đám cưới nhưng chỉ được có 6 ngày thôi. Ủa là đám cưới mới 6 ngày hả em?
Vâng. Cái vụ này căng nha. Sau 6 ngày cái chuyện gì xảy ra? Hồi đó thời điểm đó gọi là bà ngoại lên thì bà nhớ con gái. Rồi bà khóc thì nói muốn xin về nhà chơi một chút. Thấy vui vui đó là bàn với em ở ngày hôm sau chơi luôn. Thì em thấy vui thì em ở thôi. Nhưng mà ở ngày hôm sau tự nhiên sáng thấy bần đồ cũng được, cũng bảnh lắm. Thế tự nhiên nó gọi cho một bà chị ở làm gì bên công an tới, đó là hai chị em rủ nhau đi chơi, đó là lấy uy tín của bà chị nói với em rằng là mời em đi chơi nhé. Có nghĩa là giống như vợ không có nói hỏi ý kiến em trước mà đưa em vô cái thế, chẳng lẽ nói mà không nói nên là giận là chia tay. Ý của em là muốn đi chơi ở đâu cũng được, mấy ngày cũng được, nhưng mà phải nói cho em biết trước chút để em biết lờ đi đâu em còn kiếm. Em cảm nhận như thế nào về một người đã từng ly hôn? Đối với em thì một người ly hôn cũng không có quan trọng lắm, quan trọng là cái cách sống của người đó đúng đắn, đàng hoàng, biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được một mối tình. Em quen anh đó từ Facebook của bạn học của em. Có một lần em đi phỏng vấn việc, có một cái từ đó là từ training. Thì em mới nhắn tin em hỏi cái người bạn trai đó. Người bạn trai đó để 7-8 bữa gì đó, xong cái em giận người bạn trai đó. Xong trong thời gian em giận, người bạn trai đó đem số em cho bạn của anh ta ở rất là xa. Bạn anh ta nhắn cho em là cha mẹ, anh em, bạn bè là như tay với chân, còn vợ thì như áo mặc thay ra, không lấy cô này thì lấy cô khác. Và từ cái câu đó mà em rất là ghét cái người đó. Có những cái chuyện nó bí mật, bữa nay bật mí chút cho biết thôi. Dạ. Còn tất cả mọi điều nó là quá khứ. Bạn thích người yêu thế nào? Em thích một cái người cao từ khoảng 1m73 đến 1m75, là người cao thượng, tri thư đạt lý, trung thủy, trung tình, biết võ công, thích làm rẫy. Trời ơi. Trời ơi, đâu ra người đó em? Biết võ công, ta đâu có đi làm rẫy. Cái mẫu hình chung của em nào? Dương quá, hay là cao trùng dương? Cũng hơi căng ha. Đến con ở bên đây giống... Dương quá có phải yêu cô em? Dương quá của cô. Rồi bạn trai thì sao? Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cảm thấy về nhìn là được à? Anh ơi, em xấu lắm anh. Lần này khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Sớm thì khoảng 6 tháng, không thì 1 năm. Suy nghĩ kỹ nha, chứ đừng có 7 ngày là ly dị nha. Cái đó là không may một chút xíu thôi. Bởi vì quen quá vội vàng, có 1 tháng cưới nhau. Đúng rồi, phải tìm hiểu cho kỹ. Rất nhiều. Bây giờ bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với chị Hòa. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Thúy là em đã từng gọi là cô. Em trai này nói chuyện thì thấy là hai em là có một cái chung là rất là hay phân tích lý lẽ. Với lại Thúy nói là cần một người đàn ông biết võ và làm rẫy. Thật ra là biết võ ở đây là biết che chở lúc mà người phụ nữ cần. Biết làm rẫy ở đây có nghĩa là lúc mà khó khăn cực cùng thì là vương khổ, có nghĩa là biết chịu khổ. Dạ. Thật ra là cái câu nói của nó rất là thâm thúy luôn. Không nhờ cô dịch mới ra chữ thơ, chữ làm rẫy võ hay đó. Dạ. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với cô, với chú, với các bạn đó. Tôi chào cô ạ. Xin chào ông Tơ Quyền Linh và bà Mai Cát Tường. Và tất cả các quý vị có mặt trong trường quay, tôi là cô của Quyền. Tôi thấy bạn gái rất là cũng dễ thương. Tôi nghĩ là bạn là người cũng có trí tuệ. Nếu mà lo cuộc sống gia đình thì bạn đủ bản lĩnh. Thì tôi nghĩ cuộc sống thì không ai là chu toàn hết, thì hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Cảm dạ. ơn cô. Nhưng mà cô chú cho Tường hỏi một câu thôi là về cái chuyện mà ly hôn là mình đã có giấy ly dị rồi xong xuôi hết chưa cô? Vâng, thì do gia đình tác động là phải như thế này, phải như thế kia. Thì cộng thêm cái thời điểm mà buồn về công việc, nó công ty công việc làm ăn đi xuống á, tính là an phận để lấy vợ rồi ở quê luôn. Yeah. Nhưng mà không ngờ là qua quá trình vừa tìm hiểu ngắn ngủi để ở với nhau một thời gian rất là ngắn như vậy thì đã phát hiện ra là không có hợp nhau. Còn bản chất của Quyền thì cũng rất là tốt. Cảm ơn cô. Rồi, bây giờ thì hãy mở cửa hàng rào ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau để trò chuyện. Mở rào. Em cảm ơn anh. Dạ, em có cái này do em tự làm. Em rất là nhiều tài lẻ em tặng anh. Nó là một cái túi đen bỏ điện thoại. Anh thì cũng là một con người hơi thẳng tính, nhưng mà nó thật thà lắm em ạ. Anh cũng là một con người hay về đồng cảm, sống nội tâm lắm. Em, cái quạt này là gì? Em học võ, em chuẩn bị cái bài múa quạt. Múa đi cho nó lạ nè, múa đi cưng. Thank you.
Trời ơi, tôi coi chưa có đã gì tôi mới có rẹt rẹt cái hết rồi. Thôi hát đi em. Em xin hát một câu trong cái bài cải lương Bánh Bông Lan. Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi nó thì thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm gì. Nếu mà anh ba xuống đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái. Anh đem theo về xứ để anh dùng. Hết chưa em? Hết rồi, dạ, hết rồi. Trời ơi. Nếu mà được tình duyên hai anh em mình đến, anh hứa với em anh sẽ sắm một cái dàn karaoke trên 8 triệu. Ghê, ghê. Uy tín với chương trình. Nhưng mà anh ơi, em nói thiệt luôn. Nếu giọng Nghệ An, giọng của Bác Hồ thì em có thể thấy dễ nghe. Nhưng giọng của anh hơi khó nghe. Anh nói được giọng Nam Bộ. Có nói được chút xíu à, anh thử nói một câu Nam Bộ được không ạ? Giọng ta hay mà, mắc gì đâu bắt người ta đổi giọng. Nhưng mà anh về anh nói với má em mà anh nói cái giọng Nghệ An, cái xong má em cứ hả, mày nói chi, má em Quảng Nam nữa. Bây giờ mình không có bắt người ta phải làm những cái điều mà người ta khó làm được nữa. Bây giờ nói chuyện tình yêu đi ha. Em cũng chia sẻ luôn là em ăn chay trường. Bạn trai thích ăn gì em không quan tâm, nhưng mà em chỉ quan tâm một cái là anh có ăn thịt chó không? Không em. 8 năm nay không ăn. Vậy là hồi trước có ăn. Vậy là trước có ăn. Hồi trước nhỏ mình không có biết. Lỡ như mà anh lấy với em bè, lỡ mà em mắc bệnh gì đó em không sanh được thì anh tính làm sao? Câu này chắc đang thử anh một chút xíu quá. Em là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính, anh rất thích điều đó. Và có những cái chiều sâu anh sẽ cố gắng hiểu. Mong em hãy cho anh một cái cơ hội. Dạ. Để được làm một người học võ và lâm vườn tốt. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ về tương lai của mình. Quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời em. Nào, bấm tay nhau đi. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Nói trong này chạy luôn nha. Thảo nó đang ngồi nó đình nó mừng lắm, nó lại để chị ơi, nó phót con cái nó đi đường như thế nào nó cuối rồi thì xác nó đi được rồi. Đi đi ơi, nó chết rồi trên đường. Nghe sống nha. Ủa chị em bé đi ngoài ngoài nghe sống nha. Học có 1 tiếng hả? Ủa gì kia, nó học kiểu như là tới chơi á, bị nhồi nhồi mấy cái kiến thức đơn giản thôi xong rồi nó về cho nó có cái cảm giác thôi, chứ bây giờ nó nhỏ quá đâu đi học được đâu. Nó học ở dưới nhà mình nó học ở cái trường gần gần đây cái trung cư kế bên, con cái lớp ở dưới nó đứt khoảng dưới 1 tuổi, nó đi học ở dưới 2 tuổi thì chị cho nó uống đi cảm giác sớm, nó đẩy đi mầm non nó sợ, mà giờ nó vô cái khu trò chơi nó tự chơi rồi, nó quan tâm với mình nữa nên là 1 giờ đó là mình đỡ mà, 1 tháng đỡ khóc quệ quệ quệ, không khóc đâu, 2 mấy tháng rồi chị, không 5 tháng rồi, 3 tháng nữa đi học, không chịu hết, làm sao. Nó cũng thích chỗ có anh mình đấy chơi. Trời đất ơi. Nó chuẩn bị máy quay nói đã rồi.
lại không đi, nó chết rồi quên gắn thẻ. Lầu khơi luôn. Thế hả? Chết xin lỗi, chưa gắn thẻ. Không sao, chích thuốc cô biết nhiều quá. Chưa gắn thẻ xong. Sao mày không đợi quay hết chương trình luôn? Mày nói đâu đó cũng được. Chưa gắn thẻ xong mày chạy ra. Thiết là tình luôn. Giống ngày xưa á, anh đi quay chương trình là cái phim Giọt Lệ Hạ Long. Yeah. Quay ở ngoài Hạ Long á, cái cảnh là đám cưới, toàn cảnh mà quay phim nhiều hơn chứ, toàn cảnh vừa đám cưới, anh Xuân Hà diễn viên quay toàn cảnh mâm xôi này, đi một dọc còn 100 người đi trên cái vịnh Hạ Long rất đẹp luôn. Yeah. Quay cảnh nó hoành tráng kinh khủng á, quay xong hết rồi từ sáng đến chiều mới quay xong. Xong tối nó về anh em đang ngồi lậu. Dạ, cái thằng lắp phim á. Nó kiểu không xin lỗi, đứng với bán chạy mình. Cái phim quay hôm qua, cái lắp cái cụ phim quay hôm qua. Xỉu hết trơn đi. Là nghĩa là ai quay chồng lại phim qua? Quay chồng phim qua. Là nguyên cái sổ qua mất hết. Mất luôn, và luôn cái hôm nay đi luôn. Rồi đó. Tức là thật sự có cái cụ phim á, là ông kia quay rồi, nó lấy cái cụ phim nó lắp vô, nó quay tí. À, vậy là cái quay chồng là cũng hủy luôn cái cụm luôn, chứ anh lại quay ngược lại. Đúng rồi. Rồi sao mất cái thai cụm? Rồi. Mất bao nhiêu tiền ta? Mất 2 ngàn, tính tiền phải tiền tỷ. Bộ rồi những chắc bỏ nghề luôn phải chứ? Kiểu gì luôn. Sao mà lại có thể? Mà đại cảnh luôn em. Không phải, nhưng mà chỉ có một cụm phim nữa anh. Hai, một cái chồng, ba cuộn là quay hết luôn. Ủa, sao từ người ta giống như lấy lộn cuộn nó quay lộn? Nó có một cái thùng phim. Yeah. Tức là không biết nào nó tráo phim quay rồi thì ấy, nhưng mà không biết sao nó lấy luôn cái thùng nó ra nó quay luôn. Đó, tức là phim quay rồi á. Tức là vừa quay xong cuộn khác, lắp cuộn khác vô, cuộn khác vô là coi như là có lẽ là mất, gọi là giống như nó chưa niêm phong, nó để giống như lộn, lộn phở. Bên đây là quay rồi, bên đây chưa quay. Giống như cái quay rồi nó chưa chép ra mà không có trách nhiệm. Quay lại không trách nhiệm mà đó là đúng là quay xong á làm thế niêm phong, hiểu không? Nhưng mà cái đằng này nó không biết sao nó niêm, sao không biết để sao này để thùng qua thùng lại lộn á, tại vì cái phòng quay phim là chỉ có tụi nó ở thôi. Nhưng mà thôi ngủ là bây giờ máy mình nó còn mát một cái thẻ thì còn có lấy cái sụn khác ha. Hồi xưa phim nhiều ở đây là mặt phim không có coi được luôn, chết luôn, chết không có coi được luôn. Ừ. Bộ phim không coi được luôn. Thằng mình góp cận, góp góp tàn thì còn đỡ. Còn sửa lại được. Còn sửa lại. Còn hồi xưa là coi như xong luôn. Là đi vô hết. Dạ. Cắt bỏ được mà không riêng đâu được. Dạ. Còn giờ thẻ hư thì còn có thể lắp lắp con gian được AI rồi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Ủa chị, nhà mình cứ hay đi lên thay nghiêm hả chị? Tất cả các cái cột trong chung cư được có 4 cột như là những cái phòng là 3 phòng ngủ mà sao mình cứ thay riêng để nó họ tiện hơn trong cái việc di chuyển. Nó đỡ cái traffic của chung cư nữa. Quay 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 chào luôn bà Trinh. Dạ, trời ơi. Bây giờ chờ cứ nãy giờ luôn á. Trời con á. Hả? Sao? Cái trời con nãy giờ có tiếng ngộ á. Ừ, tôi tới mấy giờ vậy? Tôi tới lúc 9 giờ. Trời ơi, con hẹn 7 rưỡi mà. Ủa vậy là chú tới trễ hả? Không, đi ra nè. Xin lỗi, tôi nói bỏng. Rồi tôi nói cái gì? Chắc có lẽ nãy tôi nói sai vậy đó. À, dạ. Chào mai trong Lê Hội Tinh. Dạ, dạ, dạ. Chị về nước lâu chưa? Dạ, chị về được. Tao nói hỏi rồi. Rồi. Xin lỗi dạ. Lê Hội Tinh,
Con em đâu mất tiêu rồi? Dạ, em đi học, đi học tôi mở mới ồn. Nghe nói anh qua để con này còn hỏi luôn hả? Thôi vậy con hỏi luôn đi. Dạ xin lỗi quý vị, tôi không biết là gì. Nó giỡn chứ con cũng mới nói à, lên mới hỏi cô với chị được hai câu rồi chú mới hỏi luôn á. Sao rồi, tôi muốn ngồi hôn như á. Xin lỗi nồi bọn có lừa lừa một chút xíu. Bây giờ bắt đầu nha. Dạ. À, rồi coi như mới bắt đầu. Dạ. Chú Quý Linh, Quý Linh và Lê Lộc tới chung một lượt. Dạ. Hai người có hẹn nhau, dạ, hơi trục trặc giờ giấc thôi. Dạ. Bây giờ ta sẽ chào đón hai cặp nàng dâu. Quý Linh Hà Tinh. Yeah. Dạ, em chào quý vị khán giả, cô dì chú bác em cùng theo dõi chương trình Mẹ Tròn Nàng Dâu. Dạ, em Quỳnh Linh, thưa dạ, chào chị. Dạ, em chào mọi người. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Chào chị Linh, chào chị Lộc, chào cô. Chào gặp mẹ chồng Lưu Hòa Trinh, tưởng đâu chị Lưu Hòa Trinh. Chào mọi người. Trẻ dữ trời. Trẻ quá. 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 Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không sao trời ơi. Trời ơi. Mình là từ Hà Lan về hả? Dạ. Thì hả? Từ Hà Lan. À vậy hả? Rồi bây giờ các ông dâu hai mẹ con xinh đẹp như nhau rồi. Không biết hỏi gì mà hỏi đi con. Tôi đang gửi đi con. Cái phản ứng của cái nơi em làm việc về cái phát ngôn nhưng và chuyện đó trong cái chuyện thọ thì khi đó họ cảm thấy là nhưng mà em cảm nhận họ tiếp nhận cái tiếng đó sao dạ cái cô đó nói mà em lỡ nghe được em được nghe kể lại cái thôi em có cái điểm đến cái này để thêm lên nhìn lên là em từ đó em tin tưởng như vậy em nghĩ lại đi thực ra với một cái cuộc hôn nhân nó đang rất là một nát thì một cái người phụ nữ hay giỏi mới là cái người dám bước ra vào cuộc hôn nhân chứ của mình cứ đi ngược lại xíu thì mọi người đúng không bây giờ đầu tiên là phải định vị lại cuộc hôn nhân của em đã chị trong lịch sử xây dựng gia đình cũng khó mà có thể kiếm được một cái hình mẫu gia đình nào mà vợ chồng không hề ở chung vợ mà phải lén lút đi lên ngủ chung mà vợ hợp pháp thì cái cuộc hôn nhân đó thì cơ sở ở đâu để nó phát triển một cái cuộc hôn nhân không đối thoại không gần gũi không chung sống không đồng hành thì bây giờ lấy cái gì để xây dựng thì rõ ràng là nó quá nguy cơ một cuộc hôn nhân nó không bình thường nhưng mà để bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó thực ra em cần can đảm đó. Thì mình cũng nên hơi dừng lại xíu đi mọi người nhưng mà thôi đó là những gì em đã trải qua để hiểu rằng là cái sự nhạy cảm của em nó sẽ rất là cao nhưng mà chị cũng chỉ hy vọng em hiểu một điều là nó đã xong rồi và giữa cái việc em giữ một cuộc hôn nhân mà nó không hề có nội dung với cái việc đó là em bước hẳn hòi ra bên ngoài để em đủ tư cách pháp nhân em xây lại một cái cuộc đời mới nó tích cực hơn nhiều cái việc bước ra nó tích cực hơn nhiều mặc dù đúng là nó rất là vất vả cho em đó. Vậy thì mình hy vọng một cái người không nói từ quá khứ của mình đó là tiêu chuẩn đầu tiên thế thì còn tiêu chuẩn gì nữa mà em hy vọng rằng là nó sẽ có hơn cái người đàn ông trong mối quan hệ sau này cho mình cũng hy vọng là nó sẽ chia sẻ nó nghe về thì hôm nay bất bại đó bay kịp để trước hết là em thường là thân sĩ ba của em thì em ở xa là có nhà phải bỏ em mới nuôi được bé con này chị nên hiểu sao đấy dạ 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 tức là sao em nuôi bé nó lớn là mình nuôi ba bé còn bé nó là em gọi bé một triệu rưỡi vậy dạ đến năm thứ năm tới tám hai triệu chắc là lên là 1 triệu nhưng mà lại ba bé
Còn chị Nguyên có bao giờ hỏi là em ơi có kiếm tiền đi không? Nói là hỏi là bé em đi được là bệnh. Chị đọc kỳ điện tử. Một tháng như vậy chi phí từ nhà cũng lớn á. Thôi mà, chị làm như lâu rồi. Bây giờ anh đến với ba ngày tặng họ em. Mà tiền là tiền của em. Tại vì á là trong lúc mà em thì rất là đặc tính. Thì em có nói anh em tiền của chồng là tiền của chồng. Còn tiền của chồng để lo cho gia đình. Nhưng mà thực tế á là em nói là tiền của vợ để lo cho gia đình thì là lo cho con đấy. Còn tiền của bé anh em cũng vui cho em mình hỏi là mẹ em nói để em muốn á anh em có bạn mình phấn đấu họ em trụ cột gia đình chuyến vào ba tất cả là tất cả thuộc về em. Em lo em qua hai tháng mà em lại phải bỏ cái nhà ca sĩ em mẹ con tự. Nhưng mà chị vẫn không hiểu cái câu mà này anh nói. Mẹ tí anh nói là mẹ phải bỏ em mới nuôi được bé. Em cũng không hiểu đến bây giờ. Đến bây giờ thì hai con thì phải coi bé nào. Thì bé coi bé nào. Dạ. Bé đây là con em như một bé nào đó cá. Dạ. Trời ơi, tôi sống trong hoài nguyên nhân sinh lắm thưa mọi người. Mọi chuyện ở đời nó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Rồi, nhưng mà chốt lại thì thực ra thì khó nhiều như vậy để làm gì? Để biết rằng là chúng ta đều có những cái vết thương. Thực ra với em thì vết thương em nó còn mới lắm. Và cái việc mà mình có những mối quan hệ mới đôi khi nó cũng là một chuyện cần phải lưu ý. Bởi vì nó có thể khơi dậy, người ta không cố tình khơi đâu. Ví dụ anh Vũ anh không cố tình khơi, thì qua là qua. Người ta sống thì nhìn về phía trước, ai nhìn về phía sau. Nhưng mà vì mình là người nhạy cảm, do cái sự nhạy cảm bên trong của mình, cho nên đôi khi người ta khơi thì tự nhiên mình cảm cứng rồi. Đó, là do mình ha. Rồi, vậy thì bây giờ mỗi người yêu ở đây là phải chân thành là được. Bên đây cũng đi đòi chân thành, bên đây cũng đi đòi chân thành. Sự an của em được khỏe bạn. Nói chung là những con đường của cô sẽ còn là à, anh có nhậu không? Anh thì vẫn nói muốn quyền đến bia để các bạn biết. Anh cấm bia này cũng vui. Những quyền thì giờ anh lo thôi. Nhưng mà thế nào? Chị bà cũng lo, có lo tiền hơn thì mà biết nên là nay có đáp gì mà anh đi ngọt lo điện mà có cái gì nhận không bao giờ xin xa. Có điểm dừng đúng không? Tất cả từ xưa giờ. Như là nhậu là dừng bia. Còn con mà đó là già. Con cuốc mà. Thực sự là nếu có chỗ đó thì tuần này mà nó sẽ ở không thể mà nó rút liền được lão rồi tôi bỏ chưa bỏ giờ chỉ còn động lực bỏ liền giờ động lực chỉ giờ rồi bỏ số này bỏ được thì bỏ giờ mà bỏ khi không có gì đấy bỏ đều được tiền lớn giảm được rồi đúng không cái gì làm cũng được cái gì cũng làm được cái nước là chỗ rồi bây giờ có phóng được gì đi ghê đó này được cái gì cũng làm được chừng là cái gì cũng làm được chừng là được đi ghê lắm nha mình sợ là lúc mình cũng sợ đúng không sợ người sai không ai sợ cả à, bia là 4-5 năm thôi thuốc là bỏ được cửa là bỏ được điều đó hiểu không khó bạc thì được bạc đúng rồi bởi vì cái đó là những chục cái sọt đó là mình tìm được đúng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng không không thật sự chị Trinh à, chị Trinh giới thiệu chút xíu đi mẹ chị hồi nãy nghe nói là mới về đây là lâu lâu cô mới về đây chơi với chị hả chị dạ đúng rồi tuy là mẹ chồng nàng dâu nhưng mà hả là mẹ chị á là sẽ chia lịch ra tại bên trưa vẫn còn dâu nữa vẫn còn cháu nữa vẫn còn con nên hả dường như mấy tháng ở Hà Lan xong rồi mấy tháng ở Việt Nam tại vì dâu nào cũng cần được hỗ trợ hết cháu nào cũng cần được thương nên là mẹ sẽ chia ra có một mình mẹ không phân thân được phần hơn ngày nào mà con cháu là ở chung thì đỡ mệt có mấy dâu dạ có hai dâu con trai có hai dâu và bạn đi cháu nội sao tôi chưa có dâu nào ủa chú cũng có rể chứ à đúng rồi tôi có con trai đấy có cái nào là mày chồng thằng dâu tôi được đúng không dạ đúng rồi à, cái lần đầu tiên mà chị gặp cô dâu Lưu Hà Trinh á chị có biết là liêu hà liêu đọc cái miệng á chữ liêu chữ lưu cái lộn hoài lắm liêu hà trinh dạ. Thật liêu chữ liêu cũng lạ quá lần đầu tiên chị gặp liêu hà trinh á chị cảm nhận gì cô con gái xinh đẹp này à, chị thì thấy Trinh rất là dễ thương à. Tuy là mới lần đầu tiên gặp mà cảm thấy là giống như là mình đã gặp từ nào Trinh rất là dễ thương, giống như một gia đình. Tự nhiên cứ nhào vô làm công chuyện, tuy là không có được cái gì hết trơn. Chúng ta biết dầu nổi tiếng dữ dội. Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ chưa. Trời ơi, bên Hà Lan không có coi hả? Dạ, tại vì lo làng. Ít dạ. Có bao giờ coi TV. Nhưng mà có nghe anh ta nói là Trinh là
MC. Dạ. Chỉ có nghe thôi chứ dạ. cũng chưa có ý cái gì nhiều đâu. Dạ. MC hỏi anh là gì? Nói hay lắm. Nói hay lắm. Tôi định nói giờ em. Còn nó nói hay lắm thiệt mà cái đó thì không phải khen. Mà lúc đó chị còn nổi tiếng về cái mặt viết sách nữa. Đúng. Rồi. Dạ. Rất là giỏi về về gọi là sử dụng ngôn ngữ đó. Dạ đúng rồi. Bởi vậy đi qua nói chuyện với mẹ là rồi. Mẹ tiêu luôn, mẹ tiêu luôn. Nói chung là Trinh rất là khéo. Dạ. Khéo, không khéo léo. Không phải khéo đâu mà từ là từ trong tâm cô gái rồi đó. Dạ. Nói chuyện gì cũng ngọt ngào, cũng không bán khen đâu. Trinh mới dẫn uống cà phê nha. Trinh tuy là lần đầu tiên qua nhà, mình cũng nghe anh Khoa nói là Trinh là vậy vậy. Nhưng mà khi vô nhà thì Trinh đơn giản lắm. Trinh cứ là nhào vô bếp làm tiếp mẹ. Bán nhà đồng bán, Trinh cũng chạy ra chim làm. Thấy thương, nhưng mà làm không có được. Dạ. Và cứ nhào vô làm. Dạ. Dạ. Làm được gì nhà làm chi Trinh? Dạ, tại vì em nghe nói là nếu mà mình làm kiểu thì cũng đầu tiên cũng có được ấn tượng. Có kiểu nhà vô làm lại chứ chưa biết làm được gì đúng không? Mà bẻo hình bẻo dạng thì cũng có được ấn tượng đầu tiên. Dạ. Mà làm kiếp Trinh cũng nhào, con lao. Yeah. Làm cái gì cũng nhau nhau làm hết. Nhưng mà làm có sạch đúng không? Cũng được được. Là cái lần đó là lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng luôn. Dạ chứ hả? Là chị ở bên Hà Lan. Dạ. Chị qua bên Hà Lan xong rồi anh Khoa lái về quê anh chơi. Giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh có Vũng Tàu vậy đó. À. Thì thôi là cách Rotterdam khoảng chừng 45 phút chạy xe. À. Đó thì chị chạy xe về dưới đó là một cái cảng. Dạ. Rồi mẹ bán pho tê chiên. À, cái chị định là lính nó ăn thôi tê chiên thì chị về thăm hết. Nó là bạn trai chứ đâu có phải là chồng đâu, nên em nghĩ là đến thăm biết thêm văn hóa địa phương. Chứ em đâu nghĩ là ra mắt má chồng đâu. Nhưng mà tới thế ăn khoai lang chiên ngon quá, xong rồi chiên má chồng luôn hả? Mê luôn. Khoai lang chiên xuất sắc nè. Không phải như khoai lang chiên kiểu fast food thức ăn nhanh đâu, có sốt đi, nhiều loại sốt rồi. Cái nào cái áo bự thì anh mà là chiên tươi nha. Yeah. Mà mẹ em chiên là 300 kg một ngày đảo liên tục cái chảo dầu tươi như vậy nè. Ngon ngon. Ngon anh. Thì sự ngon. Không ngon sao chưa ăn? Chưa có gì. Nhưng sao ngồi lại. Dễ dàng, dễ dàng. Dạ dạ. Cái đó về đây làm được không chị? Cái đó thì hơi khó. Vậy đó. Tại vì cái đó cô bán là từ cái củ khoai tây tươi luôn. À. Cứ nguyên một cái củ khoai tây rồi mình gọt vỏ rồi mình xắt rồi mình chiên tại chỗ. À. Mai tôi đi chợ tôi mua khoai lang tây tôi chiên cho toàn. Sốt nữa anh à, phải có sốt. Quan trọng cái sốt. Rất nhiều thứ trên đó nữa, nó mới ra một cái món mà cái đó nữa cơ. Dạ. Chứ đặc biệt là mình có một cái gì đó con, cái sốt á, là cái thịt nóng. Cái thịt bằng là cái thịt bò với lại cái thịt ngựa. Ủa? Là ăn chung hả con? Sốt. Dạ. Thịt ngựa với khoai tây chiên hả? Lạ lắm. Ăn thì nghe mấy người ngựa. Trả lại câu chuyện là mẹ chồng rất là gọi là thích Lưu và Trinh luôn á. Dạ. Mới cảm tình ngay từ đầu, còn ngược lại á, em thấy mẹ chồng thế nào? Mẹ chồng khác với cái tưởng tượng của em nhiều. Dạ, lúc mà em chuẩn bị qua Hà Lan thì anh Khoa hay cho em coi hình mẹ. Thì mấy cái hình của anh Khoa coi mẹ mặc đồ vest. Rồi xong rồi mẹ chụp với anh Khoa ở mấy cái chỗ như tốt nghiệp. Tốt nghiệp đại học á. Thì mẹ nhìn nghĩ ô đây là một nữ doanh nhân thành đạt. Tại vì anh Khoa cũng nói là mẹ anh cũng gồng gánh gia đình nhiều năm rồi đấy. Chắc là những người mà nữ doanh nhân thành đạt gồng gánh thì họ rất là đáo để. Họ khó nhưng phát lắm, họ có tri thức nên là họ sẽ nhiều khi là cũng sẽ hơi khắt khe một chút. Nhìn người cũng sẽ kỹ càng. Cũng thích đọc vào những gì khác. Cũng hơi ráng ráng một chút xíu. Cái lỡ mình lỡ miệng hay là mình không có giỏi đảm đang thì chắc là mình cũng bị trừ điểm nhiều. Nên là xong cái anh Khoa dẫn qua thì mình cũng tưởng tượng nhiều nhưng mà mình thấy hình nó hoàn toàn khác luôn ạ. Là em qua bên đó em thấy mẹ em là em tất bật ở bếp là cái người đầu bếp chính, xong rồi điều phối thêm mấy cái người bếp phụ, xong rồi chỉ đạo chào khách. Thì lúc mà chào khách thì rất là đon đã, giống như là người bạn thân của những người khách, tại vì họ là một cái xóm nhỏ, cái làng nhỏ thì họ quen nhau hết mấy chục năm, nên là nói chuyện rất là vui vẻ hạnh phúc. Xong rồi bước vô chưa ngơi tay thì tới giờ trưa, lúc đó đứa cháu mới có 1-2 tuổi thôi, thì lại mẹ lại làm đồ ăn vậy.